trường thì chúng tôi mới thấy như vậy là cái sự cố chật bánh này là tương đối nặng, là chật bánh 2 xe cùng 50 toa xe. Cái địa bàn, cái vị trí của các toa xe chật bánh là trực cứu viện thì nó gần được quốc lộ nhưng nó lại khó khăn. Thứ nhất là nơi thi công đường bộ, nơi thi công cầu vượt ngang qua, và cái vị trí để cầu đi vào á chỉ được một đầu của một toa xe, còn lại là nó bị lún. Chính vì vậy là chúng tôi mới tổ chức như vậy là dùng kích và xà toa xe thứ hai lên trước, sau đó cắt rời. Và nó có một cái khó là khi trong quá trình ấy thì cái ba đợt sốc và cái thùng nhiên liệu của đầu máy nó kẹt với lại cái mối nối của toa xe, cho nên là chúng tôi phải đục và tháo ra, cắt rời cái đầu máy ra, để kéo đầu máy cứu viện bị hỏng nó về ra thử cạnh, rồi sau đó mới tiến hành là cầu được một đầu. Còn một đầu thì chúng tôi không cầu được thì chúng tôi phải dùng kích và sàng lên. Đây là cái vụ sự cố mà tai nạn giao thông mà phải giải quyết lâu nhất, thời gian dài nhất, vì nó tới 2 xe. Và cũng là một cái sự cố hư hữu, cũng là cái trách nhiệm của đơn vị thi công cầu vượt đường bộ, làm đá rơi xuống mà cái tảng đá thì kích cỡ khoảng là 0,8 khối như các bạn đã thấy. No, no, no.